ký ức, kỷ niệm, tội phước đều chứa trong đó hết. Rồi chết rồi còn lại cái kho này đó, mình mới là luân hồi theo nó. Rồi sống tạo sao thì chết lấy cái kho này ra, tạo xác thân mới. Nếu mà làm ác thì chủng tử ác thì sẽ tạo xác thân tàn tật. Còn mà làm chủng tử thiện thì tạo xác thân cõi trời, có hào quang. Sống không cần mặt trời mặt trăng, sống bằng cái ánh sáng của mình. Thành ra tôi vậy mà tôi đi tu á, đạo Phật rất là rõ ràng. Mình tạo cái gì mình lãnh lấy cái đó, không trách ai hết. Quý vị muốn cái gì quý vị chuyển nghiệp, mà chuyển nổi hay không thì cái đó là ở mình. Quý vị trồng hột bình bát lên cây bình bát, trái bình bát. Mà quý vị nói tôi không muốn trái bình bát, được không? Được như thưa. Thì quý vị chặt nhánh bình bát, tháp nhánh mãn cầu vô. Rồi hột bát cây bình bát mà trái, trái mãn cầu. Vì chuyển nghiệp. Mà dám chặt không? Dám thác không? Mà biết cách thác hay không? À cái đó là còn ở ý chí quý vị, ở cái nghiệp của quý vị, ở cái sự tu tập của quý vị. Có người biết mà không làm được, có người làm mà thất bại, chặt cái bình bát tháp nhánh mãn cầu, bình bát chết luôn, mãn cầu cũng không có. Đó là cái ngu si của mỗi người. Còn người ta tháp rồi người ta vô phân, người ta phân bón thì chẳng những trái bình bát mà nó đầy nhóc ở trên trái sum xê. Tại sao ông Phật độ mình hả, Quan Âm giúp cho mình hả? Không có vụ đó đâu. Mình giúp cho mình bằng cái thông minh sáng suốt kinh nghiệm của mình. Thành ra có người giữ năm giới tám giới mà tu niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, coi đếm khỏi cần niệm Phật, không bao giờ có sự đau khổ, sống hạnh phúc. Còn người nào niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, có đếm thì vẫn đau khổ, mà chưa niệm Phật còn khổ đau nữa. Thành ra những gì mà bị phần âm nhập, những gì mà gia đình đau khổ là kiếm tôi, sư cho lời dạy. Tôi nói không ai dạy ai được hết đó. Chỉ có cô dạy cô thì được. Nói con làm sao dạy con đang đau khổ mà sư. Con cầu sư chỉ lời dạy thôi. Tôi nói cuộc đời không phải là cái khuôn khổ. Nó chuyển biến mà không có ai biết được, nó chỉ có Đức Phật và các thánh nhân thôi. Nhân đó đâu phải là quả đó. Nhân bình bát, hột bình bát chưa chắc là trái bình bát đâu. Nó có thể trái mãn cầu, mà có thể nó không có trái gì hết, mà có thể có trái sum xế. Làm sao mà chỉ dạy cô được? Để cô thông minh, cô khôn ngoan thì cô sẽ làm trái mãn mãn cầu nhóc hết. Mà cô ngu si thì không những không có mãn cầu bình bát, chết luôn. Cái đó tại ai? Tại ông Phật, ông trời hại mình hả? Không có vụ đó đâu. Chỉ có mình hại mình thôi. Thành ra Đức Phật giảng mình đừng có hiểu lầm. Hiểu lầm cho đạo Phật là chán đời. Đức Phật nói sanh là khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thương yêu xa lìa khổ, thù ghét gặp gỡ khổ, đúng không? Sai. Đức Phật đâu phải nói vậy. Nó nói mình hiểu đạo Phật sai, mình làm cho mình đau khổ. Sanh già, bệnh chết, thương yêu xa lìa, thù ghét, không làm ai khổ hết. Như vậy cái gì làm mình khổ nè? Nếu sanh già bệnh chết, tôi hỏi Phật có sanh, có già, có bệnh không, có chết không? Vậy thì Phật khổ. Phật khổ làm sao khổ được? Phật có chết dưới hai cây sa la song tọa không? Ngài có già không? Ngài có đi kiết lỵ một đêm bốn mấy lần không? Chúng ta coi lại cái tiểu sử, Ngài có giống mình thôi. Ngài không có ăn, Ngài cũng đói như thường. Như vậy cái gì làm mình khổ nè? Tôi nói quý vị có niệm Phật chưa? Có niệm Phật rồi, tôi hỏi niệm Phật để làm cái gì? Niệm Phật là để chết, chứ có gì đâu. Tôi nói thẳng à. Chết nhưng mà không ở cõi này à. Tôi chết tôi về cõi cực lạc Phật A Di Đà. Chứ niệm Phật không phải để sống hoài, mà niệm Phật là để chuẩn bị hành lý chết, cũng đồng thời chết. Nhưng có người chết thành địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Có người chết sanh về cõi trời. Tôi không, tôi chết về cõi Phật. Ai khỏi chết thì tôi niệm Phật là để chết, chết về với Phật A Di Đà. Nhưng mà làm sao sư? À, cái này là cái chánh cái gì phải nắm. Muốn về cực lạc Phật A Di Đà phải làm sao?
Có mấy điều kiện? Có ba điều kiện. Một là gì? Là một là tín, hai là hành, ba là gì? Nguyện. Hành là niệm Phật. Bốn chữ cũng được, sáu chữ cũng được. Mà muốn niệm Phật thì phải làm sao? Cái căn bản là phải giữ giới cho kỹ. Thì tôi lo có hai cái à, lo Phật tử có hai cái à. Một là thân, hai là tâm. Thân đó thì phải ít bệnh, không phải là mập mạnh mà là có dẻo dai. Thì phải ăn kiêng cữ. Ví dụ ăn bột ngọt, ăn dầu như đây mà tôi thấy ăn dữ lắm. Mấy kỳ trước tôi giảng buổi sáng không à. Rồi tôi đi bát về, ví dụ Phật tử để nhóc hết. Trời ơi đem về tôi thử một miếng là tôi muốn phúi ra. Nó ngon làm sao á. Dầu với bột ngọt nhóc hết. Mà bột ngọt quá học không á. Thứ đó là đưa tới ung thư, dầu thì đưa tới đau gan. Rồi thì cứ gục lên gục xuống, cái miệng thì A Di Đà. Mà cái tâm ở địa ngục ngạ quỷ á. Niệm Phật là phải tỉnh táo. Mà không phải niệm trong phòng đâu. Trong phòng nó mê lắm. Phải vô đây mở quạt máy tùm lum. Cái gì ra gốc cây mà ngồi. Hoặc là nếu có cái ruộng ra ngoài ruộng, buổi chiều mát có ra ngoài ruộng. Quý vị dễ tỉnh táo lắm. Trong phòng này mở quạt máy này nó ngột muốn chết luôn. Mà quạt máy là cái gì? Không có thiên nhiên mà là nhân tạo. Cái gì nhân tạo là có đôi đưa quý vị tới bệnh hoạn. Ngoài trời gió mát trăng thanh, nó được có khoảng trống. Là nếu trưa nắng thì ở dưới gốc cây. Bằng đêm là quý vị không được ngủ ở trong ngày, quý vị ra ngoài trời ngủ hết. Tôi ở đẳng gì không có ông sư nào mà trừ bệnh thôi, ngủ ngoài trời không. Một ông vô là phải có cái đơn, chỉ có một cái ghế ngồi thiền, ông nào vô cũng phải hai cái. Ngồi thiền ở ngoài trời, ngủ ngoài trời, trừ khi mưa mới vô thôi. Chứ không có ông nào ngủ trong nhà hết trơn. Tôi cũng vậy, trừ khi tôi bệnh. Quý vị thấy ngủ ngoài, vì thức vị tỉnh táo lắm. Mình sống đây là để đi giảng sanh, chứ không phải sống là để ăn với ngủ. Ăn ngủ riết rồi quý vị giảng sanh gì đâu, quý vị biết không? Giảng sanh về cõi ột. Phải không? Con ột nó ăn với nó ngủ không à? Còn mình là cái mong cầu mình là thành Phật. Nói gì không có thành trời nữa, chừng nói thành trời thành ấy. Cũng chỉ tôi thành Phật thôi. Bây giờ tôi sanh về cõi trời, được sung sướng, thanh nhàn, hạnh phúc, giàu có, quan quyền, vua chúa. Không thèm. 1.000 lần tôi không thèm. Tôi chỉ còn mong làm sao tôi về với Phật A-di-đà. Vậy đó thì có A-di-đà, tôi đi tới quả Như Lai. Nhất định là phải vậy. Còn cái gì hạnh phúc cho bạn? Mà nếu cõi này đó, quý vị muốn thành Phật, quý vị phải qua nhập lưu. Chứ cõi trời là không thể được. Mà nhập lưu còn sanh về cõi trời, dục giới, cõi người 7 lần. Nhất vãng lai 1 lần. Còn bất lai thì sanh về cõi tứ thiền sắc giới 1 lần đi tới A-la-hán. Còn nếu quý vị vãng sanh, quý vị cõi trời thôi. Mà quý vị không muốn A-di-đà ơi tiếp dẫn con về với Ngài, con không muốn ở cõi trời. A Di Đà nói con nhất niệm chưa, con giữ 5 giới chưa? A Di Đà bạch A Di Đà con làm lâu rồi, nhưng mà tự lực con để về cõi trời chứ con không về khỏi Phật được, Ngài tiếp dẫn con dùng. Ngài nói ok chấp nhận, thì Ngài tiếp dẫn mình về đó. Mà về đó 100 người, 100 người thành Như Lai, còn cái gì quý báu cho bằng? Cái này là Phật Thích Ca nói ạ. Mà nếu quý vị nhất niệm mà phát nguyện không vãng sanh thì tôi chịu tội. Đúng rồi, Thích Ca chịu tội. Nhất niệm thì bây giờ cõi này dễ làm thôi. Còn vô niệm nhập lưu quý vị trần thân đấy ạ. Hồi thời còn Phật Thích Ca thì dễ. Phật tịch rồi mới biết bao nhiêu người qua quả nhập lưu qua không nổi. Bây giờ cái quả nhập lưu nó tu khác với cái tu này. Như nãy tôi nói đó, thí dụ mình tu tập trung, kỹ mạnh lâu sâu, lắng nghe tiếng niệm Phật, gạt hết tất cả mọi cái. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, có tiếng ra vô, tiếng ca hát, tiếng chó sủa, tiếng múa lân, gạt hết, tập trung vào có niệm Phật đó. Đó là tu người trời. Còn nếu tôi đeo đạo Phật đó thì tôi nghe tiếng niệm Phật. Thì có tiếng niệm cái nghe, không có tiếng
cái tiếng niệm Phật chứ có nghe không phải là tiếng, tôi nghe tiếng niệm Phật. Và tiếng lớn thì cái tiếng lớn cái nghe không có lớn. Và cái tiếng nhỏ thì cái tiếng nhỏ cái nghe không có nhỏ. Rồi bây giờ có tiếng ca hát, tiếng chó sủa, tiếng mua lân, tiếng này kia tôi nghe hết. Tôi không có gạt bỏ cái nào hết. Mà tôi chỉ giữ cái nghe thôi. Thì tôi nghe tất cả.